Rồi, hello anh em nhé. Đó thì hôm nay tiếp tục cửa hàng xe máy Phương Nam, mình lại lên giới thiệu cho anh em một chiếc xe Honda anh em nhé. Đó, dòng xe này gọi là dòng xe Rebel Honda. Đó, 200 phân khối nha em. Đó, dòng này là dòng xe nhập anh em nhé, nhập Mỹ nguyên con đây. Đó, bắt đầu vào phần chi tiết anh em này. Hải quan chính ngạch anh em nhé, 200 phân khối. Đây anh em nhìn cục máy này. Nói chung là con này thì đăng ký từ năm 2006 đến giờ, lên thì giá áo tất cả mọi thứ có xuống theo thời gian, nhưng mà cục máy của nó thì cực kỳ là êm anh em nhé. Giờ đăng ký lại 2022, hiện tại con xe này được đăng ký biển Vũng Tàu anh em nhé, thành phố biển 72A1 này, 00492. Đó, bắt đầu phần chi tiết anh em này. Đó, lốp đang còn rất là dày gai luôn nha. Đó, liền tâm này, nó thắng đùm, bô hai bên. Đó, bộ chế là hai bộ chế anh em nhé, máy là máy đôi luôn. Đó, máy đôi, hai bộ chế hai máy. Đó, đèn trước cũng vậy anh em, mọi chức năng hoạt động full luôn nhá, không thiếu thứ gì. Rồi, đèn đề xi nhan hoạt động hết. Đó, dàn chân anh em này. Đó, hai cổ vô hai máy này, dàn chân này. Đó, đang còn cực kỳ là đẹp anh em nhá. Honda này, đó, nhập Mỹ nguyên con, bộ chế đôi nhá. Đó, dàn chân bánh sau cũng vậy luôn này. Đó, phục phết đang còn rất là ok nhá. Đó, bây giờ mình sẽ test máy cho anh em mình nghe thử này. Đó, nói chung những dòng xe nhập thì máy nổ nghe tiếng ok lắm nha anh em. Tiếng bô không biết anh em nghe qua điện thoại sao, chứ bây giờ mình ở ngoài nghe tiếng bô thì nghe thấy sướng lắm anh em nhá. Máy đôi mà anh em. Đó, xe lổ gang ti hầu như êm như xe đạp điện luôn nha. Đó, cực kỳ êm luôn. Còi đèn đề xi nhan hoạt động không thiếu gì hết. Rồi đèn này anh em này. Xi nhan này. Đó, rồi anh em nào có thiện chí con xe này thì cứ alo giúp mình nhá. Đó, bên cửa hàng mình còn cực kỳ là nhiều xe anh em này. Đó, có mua bán trao đổi, có ship xe tất cả các tỉnh luôn anh em nhá. Anh em nào cần mua bán xe gì cứ liên hệ giúp mình. Rồi, một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại anh em.